Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình là Giang Nhi. Mình là Giang Nhi. Hôm nay mình chơi trò gì đây? Hôm nay mình chơi trò thiết kế váy công chúa. Không, công chúa hôm nay mình chơi rồi. Ok, vào. Ok, vào. Váy đẹp quá rồi. Bây giờ mình thiết kế như nào nhỉ? Chọn bộ này đúng không? Bây giờ mình chọn một mẫu. Chọn bộ đẹp quá rồi. Bây giờ hai bộ này con chọn bộ nào? Bộ bên trái hay bộ bên phải? Bộ bên phải. Bên phải á? Bên phải là bên này không đẹp đâu. Bên trái đi. Đây đúng không? Ok, chọn bên nào nào? Bên này, bên phải này. Đúng đấy. Đúng ý con chưa? Bây giờ tiếp theo mình chọn màu. Đấy. Chọn màu rồi đấy. Màu xanh hay màu hồng? Màu hồng. Màu hồng nhá. Ok, màu hồng. Pink. Tiếp theo là váy chọn màu gì? Màu xanh hay màu hồng? Có 3 màu rồi. Nhiều màu lắm, mình nhiều màu lắm đây này. Đầy màu luôn. Đầy kiểu luôn. Màu hồng có quả dâu hay bông hoa các thứ luôn. Trái tim này đi. Yeah. Ok, xong bộ này. Tiếp tục tiến sang bộ này mở khóa rồi. Sang bộ này mở khóa rồi nhá. Để tí mới mở khóa. Chọn cái mặt. Chọn cái mặt này. Chọn tóc. Tóc vàng tây thôi. Tóc vàng này. Mày chọn rồi. Tay cầm. Trang điểm thiết kế váy công chúa luôn, trang điểm luôn, đeo đồ trang sức nhá. Đây là vòng cổ này, vòng cổ hình trái tim màu đỏ. Wow, con ếch luôn. Đây này ở trên vai đúng không? Đây là đeo này giống công chúa này. Đây là bên tai. Cầm bông hoa hồng đi. Đấy. Ok chưa? Đẹp. Ok. Đây không phải thứ mà ta muốn. Đây nè. Phải cái này màu hồng cơ. Đây nè. Cái này màu hồng mình chọn sai rồi. Bây giờ theo hình nhỏ nhỏ này. Theo hình nhỏ này các bạn nhá. Các bạn thấy chưa? Đây là áo màu tím này. Váy màu tím luôn này. Nhìn theo như thế này nó đã chật được động ở đây. Nhưng mà đúng rồi này. Bộ trên này là phải làm theo nó chứ không phải là theo ý mình được nha các bạn nhé, mình làm lại nhé. Màu tím này, váy màu tím, áo váy màu tím, áo màu tím, có ếch, đội lơ hoa. Ok, tay đeo găng tay màu vàng. Mình chơi lại. Kiểu gì nhỉ? Cũng quên mất rồi. Tóc kiểu này à? Phải không nhỉ? Phải. Đúng không? Đúng rồi. Đúng không nhá? Đây mình trang điểm này. Bên trên có nhớ là cái bằng hoa cơ. Tay màu vàng đúng không? Con ếch này. Không phải. Hoa này. Tay màu vàng này. Đúng rồi. Thử đến được không nhá? Đây không phải thứ ta muốn. Ồ, màu tím không phải màu xanh. Mình làm nhầm nhỉ? Mình làm sai nhỉ? Làm lại cái phát nữa. Xem mình nhớ được không nhá? Bố thua. Ờ, thua. Màu tím không phải màu xanh đâu. Đấy, mình chọn màu tím. Lại chọn màu xanh. Đấy, màu tím á.
the dairy, the farmer in the dell. The farmer takes the wife, the farmer takes the wife. Ấy. Ok, hát này được luôn. Tóc kỳ lai. Kiểu này chính xác nhở. Con nhớ là trên đầu đội cái bông hoa mà. Đây, bông vòng hoa đây. Con ếch. Có con ếch không? Có. Có con ếch nhở. Còn cái gì nhỉ? Tay màu gì nhỉ? Tay màu vàng. Đây à? Màu vàng này. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn. Ok chưa? Cổ nó còn đeo cái gì không? Không. Hả? Không. Có con đeo gì không nhỉ? Không. Ồ. Ồ, tay này màu hồng này. Mình sai, tay này màu hồng. Tay này màu vàng, tay này màu hồng cơ mà. Nhờ. Thế là không chơi, khó lắm. Mình chơi khác, chơi khác nữa. Con chơi trò khám răng á? Cho con chơi vậy. Bắt đầu chơi trò khám răng. Khám răng luôn. Bác sĩ. Bác sĩ khám răng con ạ. Răng. Nhìn kìa, nhìn cái gì kìa, nhìn cái gì to đùng kìa. Đâu? Đây à? Bây giờ lấy dụng cụ gì? Bây giờ đánh răng trước à? Hay lấy cái này trước? Lấy cái này trước. Sao cái này không gì nhỉ? Đây này, dùng tích cái này. Trái. Đấy, được rồi. Bên này nữa. Đấy. Kẽ răng mới được thôi. Đấy. Ok. Nhìn gì? Nhìn cái màu vàng. Xin chú ý ạ. Đây còn cái này đánh xanh màu vàng gì ạ? Không. Phải không? Phải. Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì để lại đánh cái màu vàng sang màu vàng đi nhỉ? Lấy cái gì đánh sang màu vàng nhỉ? Không đánh cũng được đâu. Có biết không? Chơi bắt đầu.